Trời đất ơi, đi chậm vậy ba ơi. Khổ ghê vậy đó. Nay đám giỗ bà nội tới giờ cúng kiến rồi, rủ đi chợ mà làm như làm sắp đồ Tết cho mình vậy đó. Đi lâu ơi là lâu vậy đó hả? Mà cái chợ đi cũng kỳ cục nữa. Mình mua hàng mà được quyền trả giá chứ, được quyền nói này nói nọ chứ, mà mình trả giá cái chửi, hỏi cái chửi mình. Cái chợ kỳ cục, mua ba cái đồ cúng thôi mà. Ủa đâu hết trơn rồi. Rồi tao hiểu rồi. Mấy dân chúng mà ăn cắp ngoài chợ chứ gì nữa. Canh tao mua trả tiền xong ngốc hết trơn. Trời ơi, đồ quỷ ăn cắp đồ cúng của bà nội tao nghe, về dẫn cổ cho chết có ngày nghe không. Mấy đứa quỷ ăn cắp mới ra đường, trời không đánh thánh cũng đâm 15 răm chết đuối à. Mày rủa ai à? Ủa ba, ba đâu nãy giờ vậy? Đi chợ. Đi chợ gì mà không canh? Mua đồ dân chúng ăn cắp hết trơn trội rồi nè. Ăn cắp của mày? Ba biết không, ba chỉ đi. Không đợi trời đánh đâu, con giả chạc vô mặt đó đó. Nè giả đi. Ủa? Tao lấy á. Ủa ba, mày hay quá, mày đi chợ mày te rẹt mày đi, mày cầm cái giỏ mày đi, mày tới cái mày trả tiền, mày trả tiền cái mày đi, mày trả tiền cái mày đi, mày trả tiền cái mày đi. Tao tới người ta kêu ơ giữ nó mới mua đồ nè, giữ nó mới mua đồ nè. Tao xách thấy bà tao luôn, cái giỏ mày có gì không? Trời đất ơi, tại cái chợ nó khó ưa quá. Ba biểu ra chợ ở nay đám giỗ bà nội, mua trứng về kho cho bà nội ăn. Cái con ra nó cô có trứng gì ăn ngon. Bà nói đây có trứng gà, trứng vịt, trứng cút lộn, trứng vịt lộn, trứng gì cũng có. Con nói thôi lấy con chục cái chứng minh nhân dân đi. Cái bà chửi con đó. Cái con lạng qua hàng bông, con nói cô bán bông gì cô? Nay đây có bông ly, bông cúc, bông mai, bông vạn thọ, bông gì cũng có. Thôi lấy đại con hai cây bông gòn đi. Cũng chửi con nữa. Con suy nghĩ sao cái gì cũng chửi trơn vậy. Cái con ghét con qua cái hàng tiền đô á, mua đốt cho bà nội, thích cái gì mua cái đó. Con nói chú có đô gì cũng xài được. Nay để cái đô Sinh, đô Mỹ, đô Úc, đô Singapore, đô gì cũng có. Con nói thầy lấy con hai lóc Doraemon đi. Cái cũng chửi con nữa. Đó, con về thôi. Chưa giả mày móm là hên lắm rồi. Rồi đặt mày lanh canh, đem đồ vô đi. Ủa trời đất ơi, ba ngộ ghê á. Đám giỗ người ta, đây là đồ là... cúng của bà nội mày. Đồ cúng hả? Ờ. Đồ con tưởng đâu ba đốt. Ai về ta đốt là villa không, chưa thấy ai đốt cái vali hết á. Vali là tao mượn của người ta, tao đựng đồ đó. Đựng đồ cúng con mua hả? Đồ cúng mày mua là nằm trong này nè. À thôi để con đem vô, con soạn đồ con cúng nha. Đem vô nhanh đi. Sao bắt 2 giờ này chưa xuống nữa? Ai biết đâu. Má, năm nay đó là anh hai anh về đám giỗ má đó nha. Mấy năm trời không có về đó. Má mừng dữ lắm rồi đó. Con năm nào con cũng lo cho má chứ con. Bây giờ có anh hai về thấy cũng đỡ. Chú ôi. Ba ơi, dân Sài Gòn về tới rồi. Cái gì vậy? Mày bị cái gì vậy? Chú ba ơi, nãy mới ăn cháo ớt Singapore, đi đường chạy xe dằn quá cái đùi nó trào lên cần cổ chú. Mặt đi vô trong này ngồi. Mặt ội quá, mặt ội quá. Ai chở mày đi mà bị say sóng vậy? Trời, con đi xe hơi từ xưa tới giờ mà chú ba. Ai lái xe? Con lái. Hả? Mày lái xe mà mày say sóng hả? Thì con sao rồi chú? Đỉnh của đỉnh. Con có gì luôn mà lĩnh. Thì bây giờ lái xe mà con phải bịch cái bọc ni lông lên trước, hai cái tay cầm cái vô lăng rồi. Lỡ rồi ối rồi bây giờ quay xuống lấy cái bịch ngước lên, lỡ tới ngã tư vượt đèn đỏ làm sao? À vậy mà phải móc cái bọc lên vậy đó. Móc cái bọc lên. Ôi khổ quá. Thôi, ba mày đâu? Trời, hồi nãy đi đường xa quá cho nên là con để cho ba con ngủ ở ngoài xe chút xíu nữa. Dạ. Chú thử giữ giùm con cái chìa khóa cái con xá nội cái. Hôm nay đám giỗ nội. Ờ. Chú ba. Cái gì? Con nói thiệt nha. Con xá nội cái thứ nhất là con chào. Cái thứ hai là hình như con thấy là nội đang nhắc nhở con một cái điều gì đó từ nãy tới giờ mà sao con sốt ruột mà con không có biết luôn á chú ba. Thì bà nội mày nói chung cũng linh nghiệm lắm. Xin cái gì? Hả? Mày khóa xe chưa? Trời ơi con khóa cẩn thận rồi. Khóa cẩn thận phải không? Cẩn thận. Lên mấy cái kiến rồi hết chưa? Trời ơi kiến là con lên hết trơn rồi. Bị hồi xưa dưới Sài Gòn con bị một lần một là con tẩn tới già luôn á. Ừ. Trời ơi ghê lắm chú ba ơi. Ngày xưa trên Sài Gòn nha, lúc đó con lấy cái xe con đi công chuyện. Cái con chợt nhớ là quên đồ vòng về nhà lấy. Thì vừa bước vô tới cửa nhà thôi, nhớ chực là mình chưa cái đóng kiến xe. Chạy ra kiểm tra. Vừa chạy ra con đút cái đầu con vô con kiểm tra coi có mất cái gì không. Y như rằng nào nó ăn trộm nguyên cái tượng ông Phật Di Lặc luôn chú. Kinh khủng không? Con vừa suy nghĩ tới đó rồi, sao mà kinh khủng như vậy. Con ngước lên là mất thêm hai cái đồ gạt nước nữa. Tâm lý mình tức mà.
mình chui khỏi cái đầu mình ra xe, dưới đây là cái bánh xe. Con quạ quá, con lấy cái chân con sút bánh xe, sút một xe con té luôn chú ba, nó ăn cắp luôn cái bánh xe chú. Mất một lần mất ba cái. Ở trên trển vậy chứ ở dưới quê này đỡ hơn. Chỉ sợ con nít nó tái mái thôi. Không, chú yên tâm đi, cái đó là không có. Nhưng mà chứ ba chắc bà nội mày sợ mất đồ đó. Mất sợ mất xe hả chú? Không, mất xe không ăn thua gì. Không ăn thua, ủa chứ bà nội mày sợ mất mạng cho nên làm cho mày nóng ruột á mà. Ủa, mất cái mạng gì nóng ruột? Mạng cha mày đó. Sao? Mày khóa cửa mày đóng ông ngủ trọng lát hồi ông hết hơi ông chết chứ gì đâu mà. Thôi chết cha ơi, chết rồi, thôi đợi con chú ơi. Ba ơi, thôi chú, chị phá. Đây, chị phá. Thôi, dạ. Ra mở giải cứu con đi. Thôi ba thở cái cho con vui đi ba ơi. Ba thở cái gì? Mày hết chuyện, xích beo người ta xích ngang bụng. Mày xiết cổ tao vô cái ghế. Mày điên hả? Ba tới đi. Chú ba, anh hai lâu dữ mới về ha. Nằm ngủ quá trời quá đất mà thấy sao mà kêu được. Vừa mới bước vô xe thôi, nổ máy xe lên mà cái ba ngái còn lớn hơn tiếng nổ máy xe nữa. Chịu gì nổi ba. Mà sao tới đây rồi mà không kêu tao dậy? Kêu cái gì, tại con thấy ba ngủ ngon quá. Sự thật là có kêu, mà tại lúc đó đeo cái bịch ni lông. Kêu xong cái tiếng nó vọng vọng trong cái bịch đó, ba không có nghe. Mà hát xì. Gì vậy? Cậu ơi, từ cái cú hát xì này con nhớ rồi. Sự thiệt là hồi nãy mắt ối một phần thôi. Một phần con bịch cái bao ni lông á, là tại vì trong xe hơi ba con xịt dầu thơm nhiều quá con bị ngợp. Nó kinh khủng quá. Cái này là từ hồi ba mày lên trên Sài Gòn ở về tới giờ là cứ mùi dầu thơm không à. Không biết ổng ăn ở sao mà lên Sài Gòn cái ông về ông xịt dầu thơm. Hồi đó ông về lần thăm bà nội mày á, bà nội mày bị ông chích nhập viện luôn đó. Còn vậy luôn á. Tại ba mày xịt dầu thơm cái mùi lạ đó, ông nó bu vô bà nội mày ra đỡ chích nhập viện. Thôi nha. À cũng hên á, hên là ba mày đi xe hơi chứ ba mày mà đi xe gì khác ha là bằng cái bộ đồ này trâu nó không út tao con mày. Thật. Đi về đám giỗ má mà làm quá vậy trời. Gì? Không, mình nhịn nhục, đám giỗ là gì? Đám giỗ là ngày mà nhớ lại hình ảnh của đám tao, hiểu không? Không. Vô duyên nha mày. Không có gây lộn, mình giảm xuống lại. Tao gây đâu vô là ông kiếm chuyện cho tao trước. Kiếm chuyện gì anh? Ôi. Mấy năm nay anh không về anh làm trước mắt ở đám giỗ, không ai dám mời ai. Mỗi lần đám giỗ là gây lộn mà. Anh ăn mặc vậy không á, bà con ở đây người ta thấy người ta cũng cười nữa. Bởi tôi không dám mời khách là vậy. Nói gì vậy? Bữa nay á là tôi thu xếp công việc, thấy chưa? Tới để dự cái đám giỗ của má. Trước là đám giỗ, sau là có chuyện muốn bàn với chú. Chuyện gì? Tôi với anh có chuyện gì bàn? Mấy cái công đất má để lại cho tôi với chú ha. Làm sao? Tính toán chia cho lẹ đi, để lâu quá rồi. Công đất nào? Tôi giỡn nữa. Bên kia là 4 công, bên này 4 công, đằng sau nhà 4 công. Tổng cộng là 12 công, một mẫu 2. Chú quên rồi hả? Sao anh không tính luôn trước mặt mình 4 công nữa? Có hả? Ngày xưa má mình bị lẫn, bà chửi từ đầu này tới đầu kia là người ta dời nhà đi hết 4 công nè. Rồi đầu này qua tới đầu kia là bà chửi dời hết 4 công, đằng trước mặt dời 4 công, đằng sau lưng dời 4 công, tổng cộng là 16 công. À, tới hồi má chết chưa có cái đám ma nào mà vui bằng cái đám ma của má. Mà sao? Người ta đem bò tới người ta té má nè, đem heo tới người ta té má nè, đem gà tới người ta té má nè. Người ta mừng quá bị ba chết rồi, người ta mừng quá người ta về người ta ở lại miếng đất cũ của người ta đó. Rồi ở bò heo đãi mấy ngày không hết. Không, kìm lại. Đó, bây giờ về lấy cái gì? Còn nhà mình có một chẩm mới lớn vậy thôi đó. Thôi được rồi, chuyện nó tính sao? Bây giờ cúng kiến là chuẩn bị xong chưa? Hả? Để tôi còn đi về nữa. Trời ơi, chuyện đó là chuyện anh khỏi phải lo đi. Mấy năm trời anh có về đây, tự động tôi cũng cúng má như thường. Tôi chuẩn bị gì rồi? Đồ cúng xong hết rồi nè. Đồ cúng xong rồi đem ra đây. Dạ. Bác hai mày về ra đây. Tha ra ngươi đừng về. Mày, gì mày nhanh gì vậy? Trời ơi, bác hai. Mặc chi bộ đồ đỏ chói dữ vậy? Đi từ bên trong tưởng đâu heo quay cúng bà không đó. Mày nha mày. Hết cha tới con à. Nè. Ăn nói vô gì. Vừa phải thôi tự nhiên ba ví như heo quay. Chú ba ngồi đây sao mày không tưởng là hôm nay nhà mình cúng khô cá đuối đi. Nè. Hai đứa mày đừng có vô duyên nha. Chữ ba con. Thôi ba nhịn đi. Mình kiếm chuyện trước.
Ba cúng đó hả? Sao cái năm nay nhà mình cúng giỗ bà nội ít quá vậy? Ủa, mỗi năm mình giỗ một mình làm đám giỗ à, thì mình làm cho nó chu đáo. Năm nay có đại gia Sài Gòn về, phải để cho họ hưởng phước nữa chứ à. Phải chia cho họ nữa, đặng họ cúng cho họ có phước. Đó nè, trái cây 2 trái, vàng 2 cục, đô la mấy tờ, đồ 2 bộ rưỡi. Bác hai cúng gì bỏ vô đi. Tao đâu có cúng sơ sài đi vậy. Nhanh đi, cho tôi cúng rồi đi. Tới giờ cúng phố rồi. Phố là phải có đẳng cấp. Đúng, phải đẳng cấp. Đây, đây là một cái voucher. Nghe chưa? 20 triệu của cái hãng là YSL, tiếng Việt là YHL. Nghe chưa? Đây là cái công ty mỹ phẩm mà Quang Lê với lại Minh Tuyết có xài đó. Thấy không? Bây giờ tôi cúng cho má, để xuống dưới má sức để mà da nó săn sóc cho mặt cho nó trẻ lại à. Trời đất ơi, đã ta làm ma còn muốn làm ma đẹp nữa trời. Cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Cái đó là ba con là lo cho nội về cái phần mà nhan sắc Còn con là lo cho nội về sức khỏe. Tốt đó. Hôm nay đám giỗ nội nè, con xin được cúng cho nội chiếc xe đạp để nội đạp đi xì ba. Mày làm mất mặt tao mày. Không. Sao không cúng xe gắn máy? Mà nội chưa có bằng lái. Mấy ngàn mày cũng tiếc nữa. Dân Sài Gòn. À, con tôi nó cúng xe đạp. Vậy đó mà cũng cúng được hay không? Mày thấy hay thiệt á chứ. Cái xe đạp như xe đạp xiết khỉ vậy trời. Nhưng mà nghĩ như vậy thì má lớn tuổi rồi, thời tiết nóng như vậy mà đạp xe đạp sẽ bị mỏi dầu. Dạ. Tôi cúng cái này mới là lớn nè. Dầu gió xanh con ó. Phải có cái nhãn hiệu là Eagle Brand nha. Màu đỏ đằng sau ống bánh mới là thiệt, thấy không? Không ba, ba cúng như vậy. Cái hãng này nổi tiếng lắm ba. Để lên đó để cúng cho rồi. Cho con xài thử miếng được thôi. Ê, đừng có ké nha mày. Nào giờ dưới quê chưa xài này. Chưa, con cúng cho bà nội mày mà xài cái gì mà trước đừng... sau mày cũng xài. À dạ dạ. Hổn. Để cúng cái đã. Cúng được à? Bỏ lên đây tôi cúng. Rồi đó. Trời đất ơi, quẹn cái là cúng rồi đó hả? Sao ông bỏ lên luôn mà ông để gì kỳ vậy? Người ta chết rồi, hưởng hương qua thôi. Đưa nguyên chai chỉ cho nó tốn. Trời ơi, con nói ba keo mà. Nè, đừng có nói keo kiệt ở đây nha. Tôi làm như vậy là sơ sơ thôi. Tôi không muốn người nhà ta hưởng ké. Tôi phải như vậy chứ. Hả? Tôi đâu có phải hạ tiện như vậy. À, bà con tốt lắm, cúng đàng hoàng. Má ơi, hửi đi má. Xong. Thơm quá. Ủa vậy cuối cùng mày hưởng trời. Cuối cùng cũng vô lỗ mũi ổng mà. Ông đưa bà nội mày chưa kịp hử. Giật lại liền. Giật lại liền. Trời ơi, cúng đẳng cấp quá. Phần tôi vậy là chú đồ ăn đủ sao rồi? Thôi bác hai yên tâm đi, ba con chu đáo lắm. Sớm mời á, trước khi đi chợ đó, ở nhà ta nói hả, luộc nguyên một nồi giò heo nè, với lại gân bò hầm sả ớt ngon lắm cho bà nội ăn. Bậy bà, mấy cái món nó dai lắm, tôi ăn đâu có được. Tôi làm đâu phải cho anh ăn. Tôi làm ở đó trước cúng má, sao là cho con tôi ăn. Còn cha con anh cúng cái gì, cha con anh ăn cái nấy đó. Ví dụ như ăn niền xe đạp nè đó, ăn cái mỹ phẩm này nè, với uống cái dầu xanh là được rồi ha. Con đã nói với ba lại rồi, mình kìm lại. Đám giỗ là ngày nhớ lại hình ảnh của đám tang ha. Hồi nãy giờ vô tao kìm lắm rồi nha, mà nó cứ kiếm chuyện với tao. Kiếm chuyện gì? Anh về anh cúng gì kỳ cục vậy? Không có được một cái bông cho má. Tôi hỏi anh này kỳ cục vậy? Bao nhiêu năm trời anh không về à? Bữa nay anh về anh cúng chơi đời vậy hả? Mấy năm trước tôi có về rồi ha, mà chú về chú không có quan tâm tôi, chú lơ là, tôi ghét tôi không xuống nữa. Đừng có nói tôi là không lơ là cái gì. Anh là con trai trưởng mà anh nói vậy nè, chú không có hổn nghe chưa. Thôi không gì, lần nào gặp vậy? Tuần nào gặp cũng cãi lộn hết trơn vậy, thôi bỏ người nhịn nhau tí. Tao có gây gì ông đâu, mất quá mà. Gì vậy, cái gì vậy ông Dũng, bị gì vậy? Dầu gió sức cho nó nó tỉnh rồi đó. Trời ơi, sức dầu gió cho con mà cũng không dám lấy cái chai ra sức đưa cái mâm hớn thử.
con mình mà cũng keo được nữa. Anh Dũng sao rồi con? Anh Dũng còn sao không vậy? Thằng hai là ba nè con. Không, ba là ba của con. Không, tao mới là ba của mày. Ba cái gì hổng láo. Nó ngất xỉu rồi, nó không mơ. Bắt nãy đồ đánh có chừng có ai nhập vô đó. Ba có khi nào ông nội không? Ba ơi. Không, đây là chú, không phải ba. Ba cứu ba đi. Ba mày đây. Chú, chú chứ không phải ba. Chú tên là ba. Là ba của con đây ba. Là sao? Ba là ba của thằng ba đây. Không hiểu. Trời đất ơi. Một câu bớt dùng hai số lại. Bây giờ không số nữa. Tao là ba mày. Ma mày. Ê. Có chuyện ông nội. Đánh con tôi. Chính đánh con phải ông nội đi bây giờ. Vợ tao tao còn quánh chứ. Đừng có nói mà. Mày đưa được vợ nữa. Bây giờ ngày hôm nay ba nhập vào xác của thằng Dũng để về thăm mấy đứa nè. Ông nội đó. Không lẽ ba thiệt? Hỏi coi. Con anh nó có đồng cốt gì không? Thì tôi không biết. Ba hỏi. Bây giờ nè, nếu mà ba thiệt là ba tôi, bây giờ hỏi chứ ngày sinh tháng đẻ ông là ngày mấy? Nhớ chứ sao không? Ngày sinh là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái. Cái gì vậy? Phải không? Ngày sinh của ba là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái kìa. Phải. Tôi đâu có nhớ. Phải không? Tôi cái năm có... sinh đó phải của ông nội mày không? Phải. Bà. Để thôi con... bây giờ cả nhà chờ đi, tao chạy ra cái mã tao coi. Thôi. Lạnh quá. Trời ơi. Đợi tới lúc ba vô là ông nội đầu thai rồi. Tao không nhớ mà. Để con vô con coi ba con ghi trong bàn thờ nè. Vậy. Là ba đây, Nguyễn Văn Chính đây. Ba. Đây nè. Bàn thờ ghi nè. 15 tháng 5 năm 1955. Cái đó là năm sinh của tao. Ủa năm sinh mà sao ghi lên bên hông bàn thờ vậy? Có bài hát nè. Ê, cái ngày này gần luôn. 23 tháng 11 năm 2019 là ngày đám ma ông này. Ê, không có giỡn nha. Chết thật là mà đám ma. Đại không. Trời đất ơi, ngày trả nợ ngân hàng cũng ghi vô đây làm chi vậy? Đây nè. Nguyễn Văn Chính, 19 tháng 9 1939. Đúng rồi, vậy đúng ba rồi. Tao quên năm sinh ông nội mày chứ. Bây giờ nè, để cho xác định là đúng hay sai nữa, hỏi cái này là kín đáo nhất, chỉ có con với ba với anh hai biết thôi. Thôi đi. Mấy đứa nhỏ không bao giờ biết. Vậy trên năm số điện thoại cuối của ba là năm số nào? Làm sao quên được. Năm số cuối là 34509. 34509. Chính xác. Ồ, đúng rồi hả? Đúng ông nội mày rồi. Sao vậy ba? Sao chú chắc? Bởi vì cái mà phong thủy là ông nội mày số 1. À. Đó. Chính vì ông lấy cái số điện thoại này, ông làm ăn, cho nên nhà mình mới sạc nghiệp tới giờ. Ủa gì kỳ vậy? Ủa ba? Cái số đó sao mà sạc nghiệp? Tôi chưa thấy ai mà như cha mình. Mở thì mở cái dựa trái cây mà ông lấy số điện thoại là 34509. Mà 34509 bán này ăn. Mới nửa năm là sạc nghiệp rồi. Ba phải là... Đúng ba rồi. Ba. Hả? Ba về đây có chuyện gì? Thứ... Sao má về? Ba về bữa nay đám giỗ má mà ba về sớm vậy, má không về? À, chắc là đám giỗ bà nội mà ông nội về ăn ké phải không? Giỏi lắm. Tụi bay cũng ác. Và cả nú không mà cúng gân bò xào xa tế, cắn một cái trời ơi nó giác cái nú. Bà nhớ mấy đứa lắm, nhớ má của tụi bay nữa. Bởi vì ở dưới không gặp được, ngày nào ba cũng đứng để chờ người ba yêu lương lờ qua trên lối đi về. Sao không dám? Sao ba không kêu? Bữa đó càng tiếng rồi. Trời ơi, trời ơi. Ba cũng ít có xàm. Về đây gặp tụi con vậy là vui. Thôi ba đi,
Nhưng trước khi ba đi, ba muốn nói một điều và nhắn nhủ với thằng Hai rằng: dạ. Hai à, lần sau hai cha con mày đi ăn đám dỗ mặc đồ bớt bóng lại. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây nè, ông nội mày hồi nãy về mày không nói chuyện gì, giờ này mày khóc cái gì? Tao nhớ ba mày quá. Cái gì vậy? Má, má là má của mày nè. Má mày. Trời đất ơi, lao. Mày thấy bên kia được cái mày làm theo luôn à? Mày quá hổn rồi, mày tán má, mày muốn rớt cái não luôn. Má, má là má của tụi bay, bà Nguyễn Thị Tái Gầu Gân nè. Nguyễn Thị Tái Gầu Gân, bà nội, bà nội. Đúng rồi. Đúng là má, má tên là... Bình thường á là ở cái xóm này kêu theo tên ba không à, kêu má là bà Chín, bà Chín. Tới hồi má chết rồi ba mới đưa cái tờ giấy ra, tôi mới lục cái tờ giấy ra là đúng là má tên Tái Gầu Gân thiệt. À. Hèn gì tôi nói anh nghe, bữa đó hả, đám ma của má treo cái bảng cáo phó lên, người ta tưởng khai trương tiệm phở. Trời ơi. Trời ơi. Kéo tới đông nghẹt. Sợ gì tao tên Nguyễn Thị Tái Gầu Gân. À, lúc đó tại má tao đau đẻ, lúc ba đang thèm phở, má đặt cho đỡ thèm tôi. Tao về ngày dỗ tao thấy buồn quá hả? Làm gì má buồn? Ủa, ba mày mới đây đâu rồi? À... đi rồi. Ủa cái gì? Mới xuất đi. Trời đất ơi, tao kiếm ba mày ở dưới đó không gặp được, rồi lên đây cũng không gặp được, lần sao? Ủa sao kỳ vậy má? Sao giờ chết rồi phải gặp nhau chứ sao không gặp được? Có, ông chết xuống dưới ông ở tầng 1 á, tao ở tầng 18 lận. Ủa sao nghiệp... cái tầng 18 là cái tầng cuối cùng mà sao má ở đó? Tao chửi riết cái nghiệp tao nó nặng quá. Trời ơi. Hèn gì ở tới tầng 18 luôn. Hay thiệt. Vậy là mỗi lần mà ông nội muốn thăm bà nội là ông nội phải nhảy lầu hả? Ừ. Thì đó, ông kiếm tao ông nhảy mém té mấy lần chứ bộ. Cái bữa đó tao thấy thằng ba nè, nó đốt nhiều với tiền vàng mã quá, tao mới nhín ra miếng đút lót cho đầu trâu mặt ngựa đó. Nó dắt tôi lên kiếm ổng, mà nó nhận tiền xong nó dòm lại, nó trời đất ơi, bà đốt tiền mà lủng lỗ không vậy? Dòm kỹ thấy trời đất ơi, mày mua tiền đô ngoài chợ, bấm kim không, đốt xuống đâu có xài được đâu. Trời ơi. Má giận tụi bay lắm. Má nuôi tụi bay cả cuộc đời, cho tụi bay ăn đủ thứ hết á, mà tụi bay không biết má thích cái gì. Tụi bay không có đốt đồ đạc cho má. Má có mà má, con biết má thích mà. Ngày xưa má thích màu mè, con đốt đồ cho má lúc nào cũng màu mè. Má coi nè, đây màu đỏ nè, thấy không? Màu hường nè, thấy không? Rồi vàng dòng đồ này nọ đầy đủ mà. Đây là mới nói không có sao được. Đủ màu. Tao biết là mày mua cái đồ màu vàng, màu đỏ, màu xanh mày đốt cho tao. Mà tới hồi mày đốt xong mới ra tro màu trắng, màu đen không à. Mặt như mặt bà ba đen vậy đó. Rồi vàng dòng mày mua cũng 4 số 9 đâu, quá trời bóng lưỡng nè. Đốt xong nó cũng ra tro màu đen. Tao đeo với tôi đi vòng vòng, mấy bà bạn mới chọc tao. Mới nói xiềng xích đeo chưa đủ, sao còn dắt chì lên người nữa. Trời ơi. Trời ơi, cái đó là tại vì cái chuyện mà con đốt cho con đâu có biết đâu. Mời mốt con rồi con cũng còn để nguyên. Tới hồi mà má tức quá. Má tức cái gì? Đồ mặt tao không nói, đám dỗ tao không biết tao thích ăn cái gì hả? Má thích cái gì má nói tụi con mới biết. Thích cái con gì cũng... thì nói đi. Má thích ăn bánh bao. Gì vậy? Cái gì vậy? Má nè. Gì? Bà đừng có xạo nghe. Bà là cái dông nào? Tôi mới là bà chứ bà không phải tôi. Ủa anh Hai, hồi xưa ba mình mấy vợ? Một vợ thôi. Một vợ sao giờ tới hai bà? Tao không biết. Từ xưa tới giờ hai đứa bay biết hai từ nhảy dây chứ chưa bao giờ nghe hai từ nhảy dông phải không? Trời ơi. Bà đừng có láo nghe. Bà là má giả. Má mới là má tụi con. Bà sao? Không có bà má nào như vậy cả. Bà nhìn hai đứa con bà đi, đẹp trai sáng sủa, cớ sao cái răng bà lại hô như vậy? Bà là thuộc họ hàng của nghệ sĩ Hoài Tâm. Không, nó giống vợ con. Bà im đi, bà dòm lại bản mặt bà đi. Có người phụ nữ nào mà chân mày dài tới bát như bà không? Chân mày gì mà thêm chữ V chính giữa là thành chữ M luôn đó. Bà hay lắm,
Còn nhìn trên khuôn mặt của bà, tôi chỉ muốn tặng cho bà vài câu thơ thôi. Thơ gì? Răng mà tẩy trắng gọi là răng đen, răng của trẻ em gọi là răng sữa, cắn thì dùng răng cửa, xé thì dùng răng nanh, chỉ có răng hô là vừa cắn vừa xé. Chắc tao rút răng phóng nát bàn thờ nhà mày quá. Bà dòm kỹ cái mặt bà đi chứ bà đẹp bà. Chọc cơn điên tao chửi lên rồi ha. Bà biết bà xấu lắm không? Bà xấu mà xấu từ ông cha, xấu lan qua hàng xóm, xấu từ phường khóm, xấu lên tỉnh thành. Ai biết xung quanh cũng biết bà xấu, mày hiểu không? Tao nói xấu mà xấu từ chiến tranh, xấu vô tới hòa bình, xấu từ bùng binh, xấu vô tới hẻm cục, xấu mà không biết nhục nhã dòng họ tổ tiên, xấu từ trước công nguyên, xấu tới thời hiện đại, xấu từ lúc nhỏ dại tới lúc lớn khôn, đem chôn đầu thai của cuộc xấu lia, xấu lìa. Trời đất ơi, tao nói xấu mà lung lay nghĩa địa, xấu cạn tình nghĩa mẹ cha, xấu xót xa thị trường thẩm mỹ, xấu âm ỉ từ lúc mới chào đời, giật nổi sau dời bà cũng còn xấu. Má nè. Bà chú biết. Má nè. Hồi xưa bà chửi mà người ta dọn nhà đi đó. Vậy hả? Má đây nè. Không phải, tôi mới là má đây. Bà chửi tôi dài quá tôi nhớ không kịp. Còn tôi thì chỉ ngắn gọn thôi. Ông bà ta nói đúng, đúng là có câu giải thưa không che được mắt thánh. Rồi sao? Cũng giống như răng hô không che được mắt người. Trời, tôi bay vô lấy cây nhiếp đi, tao nhổ sạch chân mày con này tao mới chịu nè. Đúng. Bây giờ hai người đều chửi giống nhau hết, là biết ai là má thiệt của mình đây? Tôi đâu có biết đâu. Hay là hỏi cái gì khó thôi rồi mới biết. Anh hỏi đi. Má ơi, hỏi cái gì khó đó. Nếu má là má của tụi con thì má còn sống hay má chết rồi vậy? Mày hỏi khó quá. Tôi nể anh rồi. Đã nói hỏi cái gì khó thôi mà. Má, bây giờ nếu má là má của tụi con hỏi nè, má chết rồi, má là ma hay là người? Vô gì? Anh em tụi bay nói chuyện lắp cái não vô giùm được không? Tao chết tao phải là ma chứ. Bà kia, ông, bà kia, tôi đang là chết. Bà đi, bà đi, ha, đi. Cái gì vậy? Đuổi ai vậy? Má đuổi ai vậy? Là ba đây. Hả? Trời ơi, sao biến đổi liên tục vậy? Con mụ kia là con mụ nào? Bồ nhí. Trời ơi, sao bà biết hết chuyện của gia đình này vậy? Tôi kể. Trời ơi, sao bà rảnh bà đi kể cho bồ nhí bà nghe chuyện gia đình mình chứ vậy? Cả cuộc đời sống chưa bao giờ biết đánh ghen, bây giờ chết phải đánh ghen nè. Con ở đâu? Kêu nó ra nói chuyện với tôi. Con ở đâu? Nó đi rồi, bà đừng có nóng giận nữa. Tôi đây nè, gây lộn hoài vậy. Tôi đây chính nè. Mình ơi, lâu quá mới gặp lại ông. Ông khỏe không vậy? Bà đang khóc hay đang cười vậy? Cái gì vậy? Ông tôi khỏe. Ông mất dạy lắm. Ông ngồi đi. Chừng nào ông đi đầu thai vậy? Hình như trong lịch là tuần sau á. Còn bà? Tôi ở dưới vô thời hạn. Sao vậy? Nghiệp không biết chừng nào mới hớn. Ông ngồi đi. Ông ngồi đi. Bữa nay đám giỗ tôi nè. Tôi nhỏ nó cúng. Ông về ăn với tôi nghe. Mấy đứa tụi nó cúng, cúng ác, cúng ôn. Nhất là thằng hai nè. Nó đốt cái gì nó không đốt cho tôi. Nó nghĩ sao nó đốt mấy cái đồng xu, đồng cắt xuống dưới. Bà nhớ không? Có một lần bà khô môi, bà xin tiền tôi đi mua cái son để dưỡng môi của bà. Xài đồng cắt ra tiệm con nhỏ bán son nó chửi quá trời. Về sau này điều tra mới biết, nó đốt đồng xu thiệt không đốt, nó đốt đồng xu thẻ thú nhúng. Sao sai? Mấy cái vụ đó bỏ qua đi. Đám giỗ tụi mình á, tao nói hả, cha mẹ nuôi con á, biển hồ lay lan, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Tính rồi nào trời? Nó cúng mà ba cái đồ này sao tôi ăn? Thì đó. Mà cúng tay ông nữa. Bây giờ tụi nó mở gặp nhau là cái lộn mà. Cúng tay ông hồi xưa lúc mà còn sống á, không lo dạy dỗ tụi nó. Tụi nó hả? Tôi hồi nhỏ đã hay gây lộn rồi đánh nhau rồi. Ông lo nhậu nhẹt không ha? Bà nói tôi thì bà nghĩ lại bà đi. Ngày xưa thời gian trước sao hả? Bà bó bà đi đánh bài tôi ở nhà cho hai đứa tụi nó bú.
là quên hả? Ông cho bố đường nào? Xin sửa bình của hàng xóm. Tầm 7. Cái đoạn này là 7 rồi. Anh hai, ba má bây giờ chết rồi mà còn lẫn. Anh hai nhớ không, ngày xưa đó là anh em mình thương nhau lắm. Hồi đó là em với anh hai đi bắt cua ở ngoài đồng. Lúc đó là nước đang lên nè. Xong em trợt cái chân, em té xuống sông. Lúc đó anh hai bơi xuống, anh hai cứu em. Anh hai cứu em xong xuôi anh hai bắt đầu đuối rồi. Anh hai ráng đẩy em lên trên bờ. Rồi nước cuốn anh hai đi. Rồi người ta đi ruộng về, người ta mới vớt anh hai lên. Lúc đó đại thương em à, đâu có phải như vậy. Đúng rồi, chắc có điều gì lấn cấn ở đây nè. Anh còn nhớ nha, hai anh em mình hồi xưa nghèo, mỗi đứa có một cái quần đùi để đi học thôi. Đúng rồi. Có bữa anh ham tắm sông quá, nhảy xuống cái quần nó trôi đi mất. Đó rồi bà con hàng xóm thấy mắc cỡ, em nó chui lên cây em trốn. Thì lúc đó em mới đi ra đó. Em mới đi ra cái em thấy bà con bu quanh cái cây, em mới nhìn lên. Em thấy anh hai, em thấy anh hai cái em mới tuột cái quần của em ra đó. Em quăng lên cho anh hai, để anh hai đi về. Đó, như vậy là đủ thấy em thương anh đó, rồi. Đó, thì cuối cùng xong em về em nghĩ, ủa sao mình ngu vậy. Nếu mà thấy thì thấy một người thôi, mắc mới gì thấy tới hai người. Cuối cùng cả xóm tập trung cứ chê ba không à. Nó giống nhà cha chính không tốt. Tóm lại là anh em mình thương nhau chứ đâu phải đâu như có là, phải như là hai người này nói đâu. Thấy chưa, em nói chơi cái chiêu này là hai ổng quê ha. Thì đó, anh đã nói hồi nãy rồi, ba anh hay kể anh nghe mấy cái vụ này lắm chứ. Ủa bác hai cũng có kể hả? Ủa chồng bộ. Ba em kể rõ lắm. Chị bà dạy hả mày? Má, bà ơi, bà. Ông ơi. Bà nội mày chứ bà. Bà nào? Mày tính nói gì? Bà nào ở đây? Hả? Đừng đánh má. Đừng đánh má. Má mày tao còn đánh. Má, đánh con quá. Cho mày quánh mày luôn á. Dạy mày dám nghĩ sao vậy hả? Dám giả ông nội mày hả mày? Tại vì hai mày làm gì vậy? Thì nhờ vậy hai người mới chịu nói chuyện với nhau. Bây giờ con nói thẳng luôn nè, ba với bác hai á không có dịp gặp, ai cũng bận hết á. Mà năm có ngày giỗ của bà nội ông nội hà, mỗi lần gặp là cãi lộn, cũng đùn đẩy trách nhiệm hết. Ủa ba với bác hai nhớ chuyện hồi xưa nhường nhịn nhau từng chút một, giờ lớn rồi tới ngày giỗ không nhường nhịn nhau một tiếng hay sao mà cãi lộn hoài? Bây giờ con nói thiệt luôn, con cứ tham dự là bài đã hết. Vì muốn chú với lại ba quề lại yên bình, lại đừng có gây gỗ nữa. Tối nào hai thằng cũng bàn kế hoạch với nhau, gọi phay tam mà tức đêm tức hôm muốn thăm quần con mắt luôn. Là bây giờ để muốn cho hai người như vậy thôi. Hiện tại ba mày chứ ai, ông làm lớn mà tới ngày giỗ ngày quải đồ này nọ ông không chịu về quê. Đâu phải tôi không về, cái lần đầu tôi về đó thì chú có để ý tôi đâu. Tôi giận tôi mới lẫy tôi mấy bao nhiêu khách để ý gì, anh em ở trong nhà anh phải phụ tôi chứ. Thôi mà đừng có cãi lộn nữa chú ba ơi, con nói thiệt á, là tại vì ba con chú cũng biết là đi làm rồi đi gặp người này người kia, đối tác này đối tác nọ mà đâu có thời gian đâu. Nhưng mà một cái chuyện bí mật con biết được là tất cả những cái số tiền mà ba con làm, ba con dành dụm để dành để về đây xây một cái ngôi nhà mới, để có cái chỗ mà thờ cúng ông bà, rồi sẵn là có cái chỗ mà cho chú ba với anh Dự ở nó đàng hoàng hơn nữa. Ủa thiệt hả bác hai? Dĩ nhiên rồi, mà tao không muốn nói trước cho ba mày biết, muốn là bất ngờ. Thôi bây giờ nói thiệt anh, nhiều khi tôi cũng tức anh, nhưng mà thôi bây giờ anh đã nghĩ được tới cái chuyện mà để có cái nơi thờ cúng ông bà với lại cha mẹ, vậy là tôi mừng rồi. Bây giờ anh em mình coi như không có gì đi. Mày coi vô lấy cơm rồi ra cúng đi. Bữa nay tôi nấu cơm á, là toàn nấu á, những cái món mà anh thích ăn không đó. Ngày xưa má hay nấu cho anh ăn đó. Ôi khỏi nè, có mắm chưng nè, rồi có mắm lóc nè, mắm kho chấm mắm rau kho chấm với rau nữa. Thôi đi ra nhà hàng ăn tôi đãi cho. Cái gì? Tôi đãi cho. Thôi ăn cơm nhà đi cho nó tình cảm gia đình. Ừ vậy đi cho đỡ hao ha. Trời ơi. Ba giờ quê phải không, vui vẻ phải không? À tính tiền điện tháng này đi, gần tới đám giỗ con gọi cho ông bàn kế hoạch thôi. Nhiều tiền điện nhiều lắm. Không nhiều đâu mà không lấy bill nè, em bữa trển gửi về nè, đứng đi em vàn ra. Thì đó bây giờ cái tiền là phải trả à, chứ đó. Mình thiếu nợ mà, bao nhiêu cũng trả mà, bao nhiêu cũng phải trả thôi. Mình thiếu cái tụi bay đưa bill ha, đưa các băng khánh thành vậy. Tao đưa tao coi cái tổng thôi. Cái tổng tao để tao trả chứ có gì đâu mà 9.2 triệu nè anh hai trả. Nhiều quá trả không nổi. Được rồi, để tôi trả cái này. Thôi cho. Thôi giờ thay vì ra nhà hàng ăn thì bây giờ ăn cơm ở nhà đi. Được. Đấy, để đồ lên thắp nhang cho má đi, cả nhà mình vui vẻ như vậy chắc má vui. Đến trong bà nội vui nha. Rồi vô đốt nhang đi, ăn cơm nè. Bà nội ơi,
Vui quá. Tròn vòng tay có phải vì tâm tư dấu kiên trang tư còn đây nên những khi mưa nửa đêm làm sao xưa giấc ngủ chưa đến tìm thôi nhé. Nghe anh lại trả lại cho tôi kỷ niệm ngày xưa nở dòng u buồn trên nẻo trần gian ta đã mất nhau rồi làm sao mà mất được. Đến với anh hỡi ta say đắm bên nhau chua chua rồi mai người đi xa còn lại gì trong ta. Đến với anh hỡi người chua 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 ta say đắm bên nhau hey, rồi mai người đi xa còn tình yêu sẽ bay xa. Phải rồi, đi bán về là chua là phải rồi. Cái gì chua? Chua. Trời, ông nói là chua. Cái đó là cái nhạc điệu bè người ta. Chua chứ không phải là chua quá. Vậy sao tôi nghe gì thúi quá. Trời ơi, không phải thúi quá mà là chua. À, chua hả? Ừ. Mà ông sao kỳ quá hả? Gì? Cái gì mà la lối ôm sòm hết trơn á trời. Mỗi lần mà ông qua nhà tôi đó hả, là sáng ngày mai á, là tôi bị hàng xóm mắng vốn tôi rồi hả. Kệ người ta, mắng vốn kệ người ta ha. Cái ngày nào mà em không chịu anh á, là anh sẽ qua đây làm phiền em dài dài vậy đó. Thôi đi ông ơi, sao mà ông kỳ cục quá à. Già cả rồi, lớn hết rồi, yêu cái nỗi gì nữa mà yêu. Em nói vậy là xúc phạm anh. Anh già, nhưng mà tâm hồn anh rất là trẻ. Ha, em. Cái gì? Em hãy nhìn vô mắt anh đi. Trời ơi. Em ra đây. Thôi đi. Anh hãy nhìn vô mắt em nè. Nhìn lên mắt anh đi. Nhìn đi. Trời ơi. Nhìn đi mà. Ôi ma trời đất ơi. Ông có điên không vậy? Cái gì? Có điên không? Bởi ta điên nên người đi. Bởi ta điên nên người mê. Bởi ta điên nên người ta bỏ mặt ta đó. Chơi vừa lắm đã không có hơi bày đặt rống là chị chơi giống như con chó cúm vậy hả. Ai bỏ ông á thì ông đi tìm người đó đi, ông qua đây ông kiếm tôi làm gì, mệt ông quá hả. Cái gì vậy Tám? Biến gì đó. Tám ơi, nghe anh nói nè. Tám ơi, gì ra đây em ra có vô đó hoài vậy, ra đây nói chuyện với anh nè. Đi bán về mệt quá, để cho tôi nghỉ ngơi chút. Nghĩ cái gì, anh qua tới nơi mà nghĩ cái gì nữa. Tám. Vậy em có biết là anh yêu em lắm không? Gì? Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Bây giờ em đi vừa nói vừa đờn khó quá. Vậy thôi nói đi. Anh yêu em. Ừ. Đến nỗi mà em muốn tất cả vì sao trên trời, anh sẽ đem xuống cho em hết. Trời ơi, thôi ông ơi, sến vừa vừa thôi ông, sến quá vậy. Nè, xin lỗi em nha. Sến mới là đẳng cấp, sến mới trường tồn, sến mới đi vô lòng người. Chính vì vậy, Thứ Nga mới làm chương trình nhạc vàng muôn thuở. Phải rồi,
sến của người ta là sến đi sâu vào lòng người, còn sến của ông là sến xàm, sến xạo, sến từ trong lòng người đi ra. Từ trong lòng đi ra là sao? Là tôi mắc ói đó. Em muốn ói à? Ừ. Trời ơi. Gì vậy? Tám. Gì vậy ông Bảy? Làm gì vậy? Sao em già mà em mắc nết vậy? Sao nói tôi mắc nết là sao? Em lầy vậy? Làm gì tôi lầy? Tôi cái gì lầy? Em có chữa hả? Trời ơi. Trời ơi ông nội ơi. Hết trứng rồi còn chữa gì trứng. Hết trứng. Hết trứng? Ừ. Tại sao không nói với anh? Gì vậy? Anh đưa trứng thêm cho em bán. Trời ơi. Trời ơi, tôi nói trứng đây là trứng đẻ chữa kìa ông nội ơi. Trời ơi, anh tưởng má học dịch lộn. Em biết không, trên người em á, anh thích nhất là hai thứ. Thôi đi nha, đừng muốn nói tầm bậy nữa nha. Tầm bậy cái gì em nói thiệt. Hai thứ mà. Gì mà thích? Thứ nhất là cái gì? Là giọng hát của em. Thứ nhì cái gì? Là học dịch lộn của em, ngon lắm. Trời ơi, thôi ông ơi, nói tầm xàm không à. Để tôi đi bán hột vịt lộn. Làm tính... cái gì em ơi, em nghe nói nè. Nói cái gì? Hả? Cái gì? Nghe nói đi. Trứng sao? Hả? Trời đất ơi. Anh thôi... nói em nghe nè. À. Nhắc vô hột vịt lộn mà mới nhớ. Sao? Tại sao thiếu gì hột em không bán hột vịt lộn? Theo anh đi, anh sẽ đầu tư cho em một cái ghe thật là hoành tráng, bán hột xoàn trên sông Chợ Nổi. Trời... Thôi đi ông ơi, vô duyên quá à. Mặt nó xệ rồi mà còn du duyên nữa. Thôi đi, đi về đi. Nè, em đừng có khinh thường anh nha. Gì cái... Em nói mặt xệ chứ gì. Ừ. Rất nhiều phụ nữ cầu xin anh mà anh không thèm đó. Thôi đi, tôi nghĩ là cái ban hộ niệm cầu siêu ông thì có chứ ở đâu mà cầu xin. Nè, nói cho em biết. Gái nào cầu xin ông đông chỉ rồi. Duyên để yêu anh say đắm. Duyên nào? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thiệt là quan tưởng à ngang. Ai chứ tôi rành ông dữ lắm. Gì? Vợ chết đã lâu, phải không? Phải không? Rồi á là con thì lại ở nước ngoài. Ở không suốt cả ngày để chờ con gửi tiền về nuôi. Vậy mà cũng bày đặt khoe. Nè, em đừng có nói vậy nha, xúc phạm anh nha. Thằng con anh á, nó năn nỉ anh lắm anh mới nhận tiền của nó. Bởi vì sao? Thấy anh là một người cha hoàn hảo, gọi là người cha vĩ đại. Thôi, thì thôi, không thôi, giờ thôi, lăng thôi. Nhăn gái gu. Trời ơi, dữ quá, thôi đi, thôi đi. Tôi không có dám rớ tới ông đâu. Rớ tới ông nổ cái banh xác tôi bây giờ. Nổ cái gì không biết nữa. Để em gì? Ôi, cái gì? Thôi đi mà. Thôi đi về đi, nói cái gì mà nói. Về cái gì? Sao mỗi lần anh qua đây là em đuổi anh về vậy? À, tôi biết rồi. Chắc lại dính dáng tới cái thằng cha tư ốm như con mắm chứ gì. Cái thằng nó nghèo sơ nghèo xác mà ngày nào nó cũng qua đây nó thăm em đúng không? Hả? Kệ nó, tôi yêu ai mặc kệ tôi. Mắc mớ gì ông mà ông nói, thôi ông đi về đi ông ơi. Sao em đuổi anh hoài vậy? Đuổi anh nói gì? Cho em nghe nè. Anh yêu em, ha, rồi con trai em cũng thích anh nữa. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc, tại sao không tới với nhau? Nè nè nè, nói tới con trai tôi rồi tôi nhắc cho ông nhớ ngang. Nó vừa mới lớn đó ngang. Ông đừng có dạy hư nó, rồi đừng có dẫn nó đi mà ăn chơi đàng đúng là không có được đâu à nha. Không bao giờ, nó tự nguyện theo anh, chứ anh đâu có ép uống gì nó đâu. Ủa, em ho hả? Có bị bệnh hả? Sao không nói cho anh biết để anh lo cho em? Hả? Được rồi, cảm ơn anh. Ông đi về đi, về giùm tôi đi mà. Cho anh nói chuyện chút xíu đi. Tôi đi về giùm tôi đi. Trời ơi, đi buôn bán về cho tôi nghỉ ngơi với anh Bảy. Không kịp tôi mà. Anh hát nữa đó. Thôi thôi thôi, đi về tôi lại. Anh về giùm tôi đi nha. Đuổi anh thiệt á hả? Bởi vậy mà. Ta say. Lộn đông rồi. Ta say. Gì? Trời đất cùng say. Ừ, ông ơi, ông điên quá ông ơi. Điên à? Ừ. Tôi chỉ là người điên. Trên đường em nhìn thấy. Điên. Tôi chỉ là người say. Quá trời điên. Trên đường hoa tình á. Em biết là mệt gì đâu. Cha Bảy heo này ăn rồi cứ tới đây hoài. Tin cù rủ con heo nái của tôi hả? Còn lâu. Thiệt với ông,
cỡ ông không có cửa cạnh tranh với tôi đâu. Con người chỉ biết đờn hát, không biết lãng mạn. Làm gì mà đứng đứng nói chuyện mình vậy ông Tư? Hả? Làm hết hồn. Gì vậy? Sao đứng đó nói mình vậy? Vô nhà. Thôi, không có dám vô nhà, người ta dị nghị. Dạ. Sao đứng đó nói mình vậy? Thì cũng làm bầm cho vui vậy mà. Dạ. Tôi gì? Mỗi lần gặp tôi hay lắp bắp vậy á. Sao mà tôi đâu có ăn thịt ăn cá gì anh đâu mà sao anh lập bập vậy hoài vậy? Nếu ăn tôi rồi tôi đâu còn cơ hội nói nữa. Vậy hả? Thôi tôi về. Đứng lại. Sao qua đây rồi gặp rồi không nói với tôi câu nào hết trơn rồi đi về là sao? Tôi nè. Cầm ấy. Chị vậy làm gì tặng bông cho tôi? Vía bà. Tặng bà. Tặng tôi. Tặng cầm ấy. Thôi tôi về. Đứng lại đó. Trời đất ơi. Tặng bông xong rồi không nói với tôi câu nào hết trơn vậy sao? Hả? Nè, làm gì vậy? Có cái thơ nè, đọc đi đừng nói tốn hơi lắm. Yêu cầu ông Trần Văn Tư trả lại bông trên bàn thiên cho tôi. Lộn. Không đưa tôi. Đây mới là thơ của tôi. Tôi ngồi tôi làm cả đêm. Có những đêm miệt mài anh không ngủ. Anh âm thầm anh nhìn củ khoai lang. Nhìn khoai lang mà ánh mắt mơ màng. Anh bàng hoàng nhận ra mình rảnh quá. Rảnh thiệt ha. Vậy thôi đó phải không? Không nói với tôi câu nào nữa phải không? Nói cái gì bây giờ? Mà tôi nói bà nghe nè. Bà đừng có nghe lời cha bà ấy, nghe không? Nghe lời cái gì? Ông mà như vậy hoài á là tôi đi lấy chồng cho ông coi. Tôi khổ quá mà. Tôi muốn nói nhưng tôi không biết nói sao. Tôi chỉ dặn bà đó là đừng nghe lời cha bãi mập. Cái mặt nó đó là không có hợp với bà rồi. Mặt tôi nè. Hả? Người ta nói thế gian được vợ mất chồng, được cả về đôi thiên lôi nó quánh chết. Bà như vậy, tôi như vậy, nó mới hợp. Chứ còn cha kia không có hợp. Đúng rồi. Mặt cha bảy tuy rằng là chả là mặt chả xệ lắm phải không? Chả xệ nhưng mà chả có nhiều cái hay lắm không? Làm gì vậy? Ông biết tỏ tình bằng lời ca tiếng nhạc, biết không? Rồi ông không khác gì là một sói ca. Còn ông ném về là sói tráng rồi. Ông có biết ca hát gì không? Biết sao biết. Đâu ông hát thử coi. Em ơi suốt đêm thao thức gì em. Thôi đi ông ơi, thôi dẹp đi. Trời đất ơi. Giờ không còn mặc dù nào. Tôi không biết ca thiệt. Nhưng mà nói thiệt với bà, thấy bà đơn chiếc, tôi lo lắng cho bà thôi. Bệnh hoạn nữa, mà thằng nhỏ thì cứ đi chơi hoài, không có ai lo cho bà hết. Tôi muốn qua đây đặng lo lắng cho bà. Biết vậy rồi, nhưng mà muốn nói gì thì nói đi. Tôi muốn nói nhưng mà tôi sợ bà không có đồng ý. Tại ban đêm á. Thôi mà. Tôi muốn. Em ơi. Chết mẹ rồi, cháu qua tới rồi. Tới. Ông bảy ông tới ông ơi. Thảm à. Cái gì vậy? Tức mình ghê á. Hồi nãy mới ra trước cửa nè. Sao? Có cái cuộc điện thoại nó gọi tới. Kêu ra bưu điện lãnh tiền con gửi về. Rồi có không? Đâu có. Cái thằng nào nó dám mạo danh nó chọc tức tôi đó chứ. Tôi biết đó, tôi giết nó chết chứ không phải giỡn đâu nha. Thằng nó thiệt tình nè. Có lẽ nó biết sao ta. Rồi sao? Tại sao tôi hử thấy mùi mắm đây vậy? Mắm á. Không lẽ thằng Tư Mắm nó có mặt ở đây hả? Không có. Ông mới qua ông tặng bông rồi ông đi về. Cái gì? Có tặng bông rồi Tám hả? Tám nhận hả? Thì ông. Nó mà biết được là tôi nói tôi phải thiệt thằng này mới được. Ông. Nè. Gì?
tôi suy nghĩ rồi. Nếu bà Tám cứ từ chối tôi hoài mà thằng Cha Tư cứ tiếp tục tới đây hoài là không xong. Ông ăn xương. Ông làm gì vậy ông Bảy? Ông làm gì thế ghê vậy? Trời ơi. Trời ơi ông Bảy, đúng là tôi sẽ ăn cơm trước kẹn. Hả? Lúc đó gạo nó nấu thành cơm rồi sẽ xong hết. Chứ mẹ có cái kẹn đập đại cho đâu. Ông Bảy ơi, trời ơi. Tới đây với anh, tới đây với anh đi, Tám ơi. Ông đừng có làm. Mày hả? Mày hả mày? Mày hả? Mày ngon hả mày? Trời ơi, mày ngon hả? Mày ngon hả? Ông Tư. Mày ngon hả? Mày ngon hả? Ngon mày đụng tới bà đi. Quýnh chết mẹ mày à. Thấy chưa? Thấy sói ca chưa? Trời ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi rồi. Đứng lên đi, đứng lên. Không. Nãy trong cơn ghen người ta có thể dữ dằn, mạnh bạo. Tôi đâu có sợ nó đâu. Thôi đâu? Hết trời rồi. Nó đâu rồi? Cái gì nó? Nó đâu? Đi rồi. Ừ. Đi về rồi. Đi cái gì? Đó là tôi thấy mà. Cái gì? Thấy cái gì? Nó đâu rồi? Đi về. Ở đây thấy không? Thảo ơi, đi về rồi. Mạnh ra. Đi về rồi mà. Ở đây nè. Trời, cái... cái phím đờn. Mắc là uống tiền lắm. Trời ơi. Hú hồn ngu dĩa. Nó tìm cái phím đờn mà tôi tưởng nó tìm tôi. Thôi. Sao nãy ông quay quá mà. Ông hùng hổ quá mà. Nãy quay là sợ nó... nó xâm hại vô con người bà. Cho nên là tôi mới dữ dằn vậy thôi. Giờ tôi có cái này tôi nói. Nhưng mà không biết là... nói ra rồi ý của bà làm sao? Bà có chịu không? Thì nói đi. Thì giờ tôi hỏi bà luôn là bà có chịu không? Không nói thì sao biết mà tôi chịu. Rồi nói đi. Tôi muốn... Muốn gì nói đi. Tôi muốn... Muốn gì? Tôi muốn ăn hột vịt lộn. Trời ơi vô duyên quá à. Dạo này cái tự nhiên đòi ăn trứng à. Thôi tôi nói luôn. Ừ. Tôi muốn à. Tôi muốn chăm sóc cho bà có chịu không? Tôi chịu rồi ông Tư. Ai cho mà chịu? Ai cho? Chết rồi. Nghĩa, con mới về con. Chào bác Tư đi con. Chào bác Tư. Má nói gì má? Chào bác Tư đi con. Tôi không cần biết ai là Tư Nam gì hết trơn á. Hả? Má vừa phải thôi. Nghĩa. Má già rồi đó. Má biết. Làm gì coi được thì làm. Mà nha, tôi chỉ biết ông Bảy thôi. Rồi ông Bảy. Ông lo cho tôi, ông cho tiền tôi xài, ông lo lắng tương lai cho tôi. Con à, có nghe ai thì con đừng có nghe ông Bảy con. Thôi khỏi đi, tôi lớn rồi, tôi tự biết cái nào đúng nào sai. Con à, má con nói đúng chú, đó. Chú, nhà của tôi, chú không được quyền nói đâu. Nghĩa. Má ngồi đó đi. Con. Má ngồi đó đi, già đứng không nổi sao đứng hoài. Biết rồi. Đừng có nói với má con như vậy. Chú không có biết gì trong gia đình con hết trơn á. Chú làm ơn chú đứng qua một bên đi. Tao thấy mày mới là người không biết đó. Không biết gì? Không biết cái gì? Má. Má cái gì? Đừng nói anh Tư đừng. Hả? Con người chú phải có liêm sĩ chứ chú. Lòng tự trọng phải có chứ. Nghĩa à. Con ơi. Thôi bỏ đi, dẹp hết đi. Giống như phim Hàn Quốc ha. Già sắp bệnh chết, anh hùng tới cứu. Ở đâu ra? Con à. Nghĩa. Má, con nói thiệt má. Bây giờ con đủ lớn rồi. Con tự lo cho cuộc đời con rồi. Má không lo được gì hết. Thì má đừng có ý kiến trong cuộc đời con nữa. Nghĩa à. Mày im đi. Chủ im đi. Nghĩa. Tôi đây là chủ im đi. Con nói chuyện. Chủ lấy cái quyền gì nói chuyện thôi. Nghĩa ơi. Tao lấy tư cách là người lớn, tao nói chuyện với mày. Nghĩa ơi. Mày là thằng con mất dạy. Nghĩa ơi, con nghe lời má. Bây giờ mày chỉ biết mày lớn thôi à. Hả? Vậy chứ cái đôi gánh này nè,
Bà gánh bao nhiêu chục năm để nuôi mày lớn tới giờ này. Bà gánh bao nhiêu chục năm cũng không thể nuôi lớn được tôi được. Đây là gánh hộp trình lộn thôi. Mẹ ơi, con ơi, con nói chuyện với người lớn không phải nói chuyện. Mày đi. Tôi chịu đựng bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm trong cái nhà rồi tôi được cái gì? Mày là thằng con bất hiếu. Tôi bất hiếu cũng không phải là con của ông. Mày không phải là con của tao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày đụng tới người đàn bà này là mày không yên với tao đó. Xin lỗi ông nha, đây không phải là người đàn bà của ông nha chứ. Bà không phải là người đàn bà của tao, nhưng tao biết bà, tao hiểu bà. Mày có biết má mày đã chịu bao nhiêu cái nhục nhã để nuôi mày lớn tới giờ này không? Anh Tư ơi đừng. Bà cứ để yên cho tôi nói. Mày tưởng tao với bà bây giờ mới yêu nhau à? Tụi tao yêu nhau từ hồi còn trẻ kìa. Nhưng gia đình bên ngoại mày vì ham giàu mà ép gả bà cho ba mày. Tới khi bà mang bầu mày, ba mày đuổi bà ra khỏi nhà. Chú nín đi, chú nín đi. Đừng tao không hết mà, đừng huyễn hoặc suy nghĩ của tôi. Tôi nói cho chú biết, ba tôi chết vì lao lực lo cho tôi, còn má tôi suốt ngày chỉ nằm ở nhà đú đỡ với ông nè trong khác. Nghĩa bất dạy. Anh Tư, tôi xin anh đừng có đánh nó. Tôi chỉ có một mình nó là đứa con. Má đến đi, má đến đi. Tôi nói cho ông biết nè, ngày hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là lần cuối cùng ông bước vô trong căn nhà này. Im đi, tôi không im. Tôi đứng đây nè, ông bất dạy. Bà để im tôi nói. Ngày hôm nay bà không giết mày, tao cũng giết mày. Ở tù tao cũng giết mày. Tôi đứng đây cho ông giết nè. Được, ông làm gì được tôi? Anh Tư, mày mất dạy hả? Nghe, mày mất dạy hả? Mày, Tam, khi trước gợi những hình ảnh của tím vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rước những giọt mưa cuối cùng. Tạm ơi anh yêu. Buồn, buồn, không nói nên lời. Thần tiên mà nó coi như là cái gì, nó không bao giờ nó chăm sóc, nó để ý. Mình là thổ địa, mình canh cái nhà cho nó biết bao nhiêu ngày, nhiêu tháng. Nó có thèm đói hoài tới đâu. Đi miết, hai vợ chồng với đứa con đi miết. Không có ngó ngàng giờ có ông bạn ngồi kế bên, ông cũng đi miết. Bỏ một mình, bơ vơ, lạc lõng. Nhiều khi nghĩ lại cũng rơi nước mắt. Tôi nè. Trời đất ơi, đi đâu dữ vậy? Đói bụng quá. Mấy ông bên kia gọi điện thoại qua bên bển chơi. Ông nào? Mấy ông bên nhà bà Ngọc Quang á. Mấy ông nào? Thần tài thổ địa bên bển đó hả? Ờ. Qua bển làm gì? Qua bển coi mấy ông ăn. Ăn cái gì? Coi mấy ông ăn cái gì, ở đây nó cúng toàn trái nhựa, không có ăn được đâu. Bên kia coi người ta cúng tới bác ham. Nhà ai? Nhà bà Ngọc Quang. Ngọc Quang, à cái bà bán học, học sàn á hả? Ờ. Chù chà. Ở đây 8 ngày nó mới cúng được trái chuối. Ờ. Bên kia 8 tiếng bà cúng con heo quay. Trời ơi.
Bởi tôi qua tôi sẵn tôi dẫn mấy ông đi khám bệnh luôn. Là dẫn thần tài thổ địa bên bở đi khám bệnh luôn hả? Ờ. Ủa sao bệnh? Mỡ trong máu. Làm gì mỡ trong máu? 8 tiếng ăn con heo không mỡ trong máu sao được. Trời ơi bà. Sẵn nó ghé nhà bằng kiều. Ủa ghé nhà bằng kiều chị? Trời ơi nó cúng tới ham luôn. Cái trang ở chỗ này mà nó cúng dài ra tới đây nè. Trời. Bánh rồi đủ thứ hết. Nó bài dài vậy đó hả? Ờ có cái ông điếu hút thuốc lào nữa. Trời ơi nó cúng nó vàng mặt thần thánh luôn á hả? Ờ. Cúng gì cúng dữ vậy? Cũng có ông điếu hút thuốc lào luôn mà. Không mà cũng phải ông ơi. Nó ca sĩ mà. Nó đi hát tiền quá trời nó cúng nhiều. Hiểu không? Bữa nào hết nhiệm kỳ ở nhà này mình đổi qua nhà mấy thằng Hề đi. Ờ qua xin mấy nhà nào nổi tiếng á nó cúng vậy. Qua nhà Quỳ Linh đi. Trời cái thằng đó giờ nó cũng có tiền lắm á. Sai lầm. Ta cái gì? Đọc báo thấy nó xây cái nhà gì bự quá trời, bự quá trời tiền. Đó là ông đọc báo thôi. À? Báo nó nói xạo á. À? Báo nhiều khi nói nó chết mấy lần rồi. Vậy đó hả? Nói nó mổ cổ họng bị đột quỵ bị bất tỉnh gì đó mấy lần rồi. À? Qua nhà nó là ăn mắm chết mẹ luôn á. Dạ. Trời đất ơi. Kiếm nhà khác. Thôi, tôi nghĩ là xong cái nhiệm kỳ nhà này á là tôi phải qua một cái nhà nào đó mà cái thằng chủ nó phải sang trọng chút xíu, hiểu không? À. Nó phải gọi là ăn uống nên nó sang trọng chút xíu. À. Trong a à, có qua nhà Chí Tài. Thôi bỏ đi nha, bỏ cái tư tưởng đó là bỏ đi nha. Tôi ở nhà nó nhiệm kỳ 20 năm tôi biết. Mỗi lần nó cúng một cái bánh bao là trời mưa 4 ngày. Bỏ đi. Ủa là sao? Không ai ăn của nó được đồng nào đâu. Thằng Hoài Linh nó còn cấp cho thằng Chí Tài một cái kim bài miễn trả mà. Ăn là không để Chí Tài trả tiền. Đó. Trả tiền là trời mưa. Thôi vô ngồi, vô ngồi. Hèn chi. Đói bụng quá. Ơi, nó cúng trái cây nhựa mà ông ơi. Thì bởi vậy đói bụng quá, qua bên kia hử không mà no. Ơi. Bởi ta nói mình á, mình phù hộ cho nó hoài mà nó có cúng gì đâu. Ăn rồi nó xin không chứ nó không cúng. Mà cái gia đình nó kêu kiệt nè, đốt đèn cây lát gì nó thổi tắt bây giờ nó hao. Bởi vậy đốt chơi vậy thôi. Ê thằng chồng về, thằng chồng về. Alo. Làm sao? Tại sao nó có trường hợp nó xảy ra trong căn nhà này chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có muốn tình hình căng thẳng như vậy, thấy chưa? Để nó đi. Thằng này gặp nó căng thẳng hả? Ai biết, có lúc nào nó dùng nó tới tầng căng không? Phải cúng mới được. Đó, đó, không, sắp được ăn rồi. Mừng quá. Sắp được ăn rồi. Ê thằng này mới hơi mập nha không? Thằng này mới hơi mập đó. Ai mà đốt đèn cây cho nó tốn vậy? Thấy chưa? Thấy chưa? Nói từ đầu rồi. Bà nội cha nó cúng thần thánh mà nó đưa nguyên cái chảo vô mặt vậy đó. Né né là đi, xui lắm, xui. Ông điên quá, cái này thấu hình mà nó đưa vậy mới thấy mặt chứ. À. Thôi đi. Không có cúng gì chứ cái trời á. Nhang mà nó còn cho hử ông thấy không? Ghê, kêu kiệt quá mức. Ông cười cái gì? Hả? Bà nội cha thổ địa cái logo là phải cười chứ. Trong nhà này bao nhiêu chuyện buồn vui lúc nào cũng cười là sao? Hả? Địa là phải cười chứ sao kỳ vậy? Ai biết à. Ông ăn ở sao mà nó chửi ông hoài. Ông nữa. Ông là thần tài ha, mà tôi xin bao nhiêu tài lộc không bao giờ có. Bắt tiền hao của không à. Mày có cho ăn đâu mà tao phù hộ. Bà nội cha nó, hồi nó mới thỉnh mình về đó, đứa nào nó lấy mặt hồng hào, nó chửi riết mà phai màu luôn à. Ông đổi tên đi ha. Đổi tên hãm tài đi chứ không phải thần tài đâu. Mày nhớ cái câu này nha, tao mà hãm là mày chết bà mày đó. Ôi, tôi nói thần thánh mà nó bổ bán như vậy làm sao mà nó có phước hận được. Bởi vậy. Còn ông nữa,
xin xin xỏ xỏ không bao giờ ông cho gì chăng đó, tôi xin biết nhiêu lần rồi. Trời ơi trời, bà nội cha nó phun mà nó phun. Trời ơi, mới ăn bún mắm hả? Tôi nói thiệt á, nhắc tới hai ông á hả là tôi cạn lời luôn. À, cái thằng này chắc tôi hiện hình cho tôi bẻ cổ nó quá. Đúng rồi, tôi nói thiệt ông á, nhiều khi ở trong cái nhà này thần tiên cũng phải nổi điên vậy đó. Nổi điên là phải rồi. Thế, nó nghe hả? Vô tình thôi, trùng hợp thôi. Tôi muốn ra đây tôi nói cho hết ý của tôi. Tôi nói thiệt, nhìn hai ông đó hả? Trời ơi. Ủa sao mất rồi? Nó thấy luôn hả? Nó làm sao tôi thấy được? Đó mò hả? Cạn lời. Mệt. Thà mày cạn đi, mày còn lời mày chửi không. Ngồi đi. Gia đình gì đâu mà tiếng. Mỗi lần gặp là nó chửi. Ông tắt luôn cái đèn này đi, để tôi hít ra vô mắt ông ung thư nữa. Hồ biến. Hồ biến. À. Không có gì ăn á, bây giờ phép nó cũng phai mờ hết trơn hả? Mày ngồi vậy hoài. Ê, hot girl, hot girl, hot girl. Con vợ đó, con vợ. Ê, mới được giải đó. Á hậu. Thấy mặt nó bình thường đúng không? Bình thường là cái mặt không makeup đúng không? Makeup lên cũng bình thường. Ông sao ông thần thánh mà ông soi mói người phàm chi? Thiệt chứ bộ, nó làm gì nó ngồi nó khóc hoài vậy? Ai biết. Ê, nó buồn tạo nghiệp á. Con phải thắp nhang, con xin ông địa ông tài phù hộ cho con. Xin ông tài nào? Thần tài đó, nói tắt đó. Lỡ nó xin chí tài sao? Có đâu, thằng đó ai xin mà nó cho. Dạ, con lạy ông thần tài, thần địa, ông thổ địa, ông phù hộ cho con. Ông phù hộ cho con. Trời ơi. Con ngày nào con cũng cầu xin hai ông. Con cúng trái cây cho ông hai ông. Ăn ngập mặt hết trơn mà hai ông không phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Trái cây kìa. Trái cây mà nó còn để nguyên trên cây sao dám ăn. Con cúng trái cây quá trời mà hai ông chịu ăn, hai ông chịu phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Tao ăn cho chết bà tao hả? Mà sao nó cúng kiến mà nó ăn mặc thấy ghê quá đi. Tao nói ông rồi, bây giờ con gái bây giờ nó không ý tứ đâu. Nó đi tới mấy chỗ linh thiêng mà nó mặc quấy ngắn. Nó mặc đầm ngủ. Chết cha, con quên ăn mặc hớ hên quá à. Để con xin lỗi ông Tài với ông Địa. Con quay ra đằng trước. Dạ con xin hai ông. Trời ơi. Dạ con... Trời ơi. Ông nói làm gì để bây giờ nó cúng phao câu kìa. Nó làm sao nghe được. Nó tự thấy chứ nó làm sao nghe được. Đàn bà con gái gì đâu. Không nhưng mà cũng được. Con này nói vậy chứ mà nó cũng còn xinh. Không phải như thằng chồng nó chửi mình không à. Nó hiền lành, nó nhẹ nhàng là tôi mái rồi. Tôi sẽ cho nó đó. Tôi nó xin đi tôi cho liền. Mà sao hai ông mắc dại vậy? Cúng hoài à, xin hoài à, mà không bao giờ cho gì hết trơn vậy. Thần tài thổ địa gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, thần tài thổ địa phải linh thiêng chứ. Chứ để người ta xin hoài à, mà không có cho cái gì hết trơn vậy. Vừa vừa phải chứ. Trời ơi, tao nói thổ địa gì mà ăn cái gì mà tao nói bụng mỡ không à. Mỡ bà nội nó chứ mỡ. Thổ địa người ta bụng chà bá. Thổ địa này không có gì ăn, ốm nhách ốm nhiều. Trời ơi, thổ địa này nhìn giống như mỡ trong máu vậy à. Trời ơi, cái mặt ngồi cười hoài mà không có phù hộ gì cho chủ nhà, gia chủ gì hết trơn à. Bực bội hết sức à. Ông ăn nữa sao nó chửi ông không? Còn ông nữa à. Ông thần tài gì đó mà. Thì cái ta thần tài mặt ta phải tươi vui đúng không? Thần tài tao nói mặt như con khô hố vậy à. Cái râu thấy ghét à. Thần tài tao râu dài vậy đó. Râu cục ngủ à. Bà nội mày, người ta nói đói mọc râu, râu rụng tóc đó. Bây giờ tao đói tao rụng râu hết rồi. Qua bên nhà mấy người mà được ăn râu mấy ổng thấy ham dài tới đây. Vậy đó hả? Râu tôi giờ không còn cộng. Đói quá mà. Thần tài thổ địa gì mà không có linh thiêng gì hết trơn à.
nhìn là thấy là hãm tài à. Không có nói gì nữa hết á. Cạn lên. Trời ơi, không hiểu sao thằng Trầm nó lấy con này làm vợ luôn á ta. Hai đứa nó được câu cạn lời nói hoài. Cái gia đình gì đâu mà nó gặp thần thánh nó chửi không. Thôi tôi nói đúng mà, hết nhiệm kỳ xin đi chỗ khác cho rồi. Khổ quá rồi. Tôi hết nhiệm kỳ tôi qua nhà Minh Tiết đó. Con đâu không biết có cúng không. Có, con nó số nào Thúy Nga nó không cúng. Nó lên là thấy bưởi không. Mà nó cũng hay xinh lắm nha. Nó hay xinh lắm. Nó chút ngày nó lên Thúy Nga cái nó xinh hoài. Nó xinh hoài. Không biết nó xinh cái gì mà nó xinh hoài. Cứ về vì cọt ác xinh là nó xinh. À vậy tôi biết rồi, tôi thấy rồi. Đó. Lời nói đầu môi, anh ở chót lưỡi đầu môi. Đó. Nó xinh hoài, nhỏ kỳ. Ê ê ê, thành viên cuối cùng của gia đình, con của hai vợ chồng. Khổ quá. Quá là khổ. Khổ, khổ, khổ. Tại sao khổ? Con nít người ta mới sinh ra, người ta khóc ngoe, ngoe, ngoe. Còn em mới sinh ra, em khóc đẹp, đẹp, đẹp. Dạ, đẹp là hồng nhan bạc phận, em phải khổ thôi. Khổ quá. Con lại hai ông. Con lại hai ông. Mày thành tâm nè. Lại có lại là được rồi. Con lại hai ông. Xin hai ông hãy làm ơn phù hộ cho con có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thằng này nó có tâm, nó phù hộ cho nó đi. Rồi, mày xin đàng hoàng. Xin đi đàng hoàng phù hộ. Trời, tôi thấy cái mặt hai ông dễ thương quá. Đó, thấy chưa? Khỏi cần nịnh, mày chỉ biết cung kính là ta phù hộ. Hồi đó giờ, hai ông biết con không bao giờ xin hai ông điều gì. Hôm nay con xin nè. Xin là mình phải dâng lễ vật nó mới có thành tâm. Ê, có ăn, có ăn, có ăn. Sống là phải có cái tâm. Dạ, yeah. Đây, trời hai con dâng chuối. Trời ơi, má ơi. Mày tốt hơn ba má mày nha. Chui đó. Phải như ba má con. Suốt ngày ba cái đồ mũ đó mà cúng hoài. Làm sao mà thần linh nào người ta chứng. Dạ. Dạ con xin hai ông. Dạ. Xin thần thánh dạ phù hộ cho con. Cho nó nha, nó xin được dạ. Cho nó nha. Xin cho ba má với người yêu của con. Tin con là con gái thiệt được không? Dục mẹ nó trả này chúi lại mày. Trời đất ơi. Trời ơi nói vậy là mày qua mày xin mấy bác sĩ bên Thái Lan chứ tụi ta làm gì làm được. Trời đất ơi, nói vậy là hai ông không có chứng minh cho con hả trời. Ông làm phép quan nãy chú chi. Trời đất ơi. Ờ đang đói mà, thôi ăn dạ, đi. Không ăn. Không, dạ chuối này là cho ông Địa. Dạ chứ phải cho ông. Nhìn cái mặt ông là biết thèm chuối lắm rồi. Thôi để tôi lấy đi, để tôi lấy thì tôi cho mấy cái. No, this is not for you. Yeah. Còn ông nữa. Ông dòm cái gì thấy ghét không? Má hồng mà ông đánh lố hơn tôi vậy đó hà. Đánh kiểu này chắc tuần hết anh họp phấn quá. Tôi biết sao ông phù hộ cho tôi rồi. Ganh tị nè. Bỏ đi nha Địa. Bỏ cái vụ bóng kính đi nha Địa nha. Thằng này nó vô duyên. Cái này là do lò gốm. Lò gốm nó vẽ cho bộ ổng tự vẽ hả? Lố quá. Bà hồng quá. Địa ơi Địa. Địa bà bóng chắc không ai thèm đâu. Nha. Đừng bao giờ có cái ý định mà bỏ làm bóng nha. Bóng bây giờ là phải như chế. Đó. Bóng là phải sử nhi. Phải trẻ trâu. Phải đẹp như chế. 57 tuổi chế muốn lấy chồng. Muốn trông giàu đẹp lại có xe hơi. Chồng chế phải đẹp như Bằng Kiều. Chồng chế phải xích bát như Đa Nguyên. Chồng chế phải bự như Quan Lê. Bỏ đi. Thần tiên gì mà không có linh thiêng gì hết à. Ăn đi. Không có linh thiêng là mình đâu có phải. Mình đâu có cho ăn tươi sống được. Túi chuối này chuối sống nè. Không linh thiêng là phải cho ăn chuối chiên. Ngày mai em cúng cho chuối chiên ăn. Ê, bữa nào rảnh rảnh á, nghiên cứu thử cái con này nó hành tinh nào nó xuống vậy.
Khổ quá. Ăn mà cũng bị hụt. Bà ra đây. Cái gia đình. Ra đây. Đông ra đây. Ra cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Hả? Tôi nói cho bà biết. Hả? Bà phải trả lời tôi điều này đàng hoàng. Ông á, ông phải trả lời cho tôi biết á. Ông là đàn ông mà tại sao ông lôi tôi vậy hả? Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Cái gì? Đàn ông gì mà hành hạ tụi bay là vậy? Con người tụi bay cũng phải biết đang quay hình mà cho tụi tao thấy hình chút chứ. Ông làm phép đi chứ, nó làm sao nghe ông nói được. Ồ, điên. Hả? Giạt ra mới thấy hình. Ông kỳ nha. Kỳ cái gì? Ông cho ông xô tôi hả? Bà xô tôi thì có. Tôi cà chớn vậy. Cái gì? Ông nghĩ chồng là ông ăn hiếp tôi vậy hả? Ông kêu tôi ra ông chửi cái gì? Tôi nói cho bà biết, tại sao trong nhà này lại có một đứa con bệnh hoạn như vậy hả? Trời, bệnh hoạn cái gì? Con tôi giờ tôi đẻ ra, mà cái chuyện mà tôi đẻ được đứa con vậy là cũng ông hùng vốn nó mới ra được vậy chứ. Tôi hùng vốn, nhưng mà cái chuyện dạy dỗ chăm sóc nó là chuyện của bà hả? Bà nghĩ sao? Đó là Trần Mạnh Dũng, bây giờ nó đổi tên thành Mỹ Dung là sao? Trời ơi. Mỹ Dung là cái chuyện của nó, nhưng mà bây giờ ông cũng coi kiểm tra lại cái gen của ông đi. Tôi nghĩ là cái gen của ông bị liệt rồi nên con mình nó mới què rồi giờ nó mới bóng luôn vậy đó. Bà đừng có làm bậy. Tôi là một người đàn ông chân chính. Trời ơi, chân chính ghê ha. Chân chính thấy ớn luôn à. Chân chính mà giờ con tôi vậy đó. Không có nói gì với bà nữa. Chuyện xảy ra như vậy tất cả tại hai ông này hết. Đúng rồi, tại hai ông này nè. Cái gì vậy này? Trời ơi, cầu nguyện quá trời muốn được cái gì hết trơn à. Ông nhìn cái gì? Ông còn nhớ lúc vợ tôi mang bầu, tôi tới tôi xin gì ông? Tôi xin gì ông chứ? À, tôi nhớ rồi. Lúc bà vợ nó mang bầu, nó tới nó xin là ông địa ơi cho tôi đứa con trai. Ông quên được cái gì? Tôi nhắc lại cho ông nhớ nè. Lúc đó tôi xin một đứa con trai, thấy chưa? Hả, cái gì? Ông vừa nói gì? Ông xin con trai hả? Đúng. Còn tôi xin con gái. Đó, đứa xin con gái, đứa xin con trai, ta cho một đứa bê đê là được rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Bà ơi. Trời ơi, ông ơi. Nhìn hai ông này đó ha. Cho hai ông này. Tôi nhìn tôi cạn lời, cạn lời. Cái nó ra nó chửi, ra chửi xong vô nghỉ giải lao. Cái nó ra nó chửi. Trời ơi. Nói chung là em cũng cạn lời với ba má em. Trời, có cái gì mà em bóng gió thôi mà. Gia đình em xào xáo mỗi ngày. Cái này là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói chung là không phải lỗi tại hai anh. Đúng, cái thằng này, cái lỗi này em biết là lỗi tại ai rồi. Tại ba má em. Trời ơi, mới đẻ em ra em cũng rất là manly. Nghe cái tên là biết manly rồi. Đặt cái tên Trần Mạnh Dũng. Dạ. Sau này qua Mỹ em lên Facebook em mới sửa lại là Trần Mỹ Dung. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng chút xíu vậy thôi. Và ông môn thể thao em yêu thích đó là gì? Đá banh. Trời, Trần Mạnh Dũng mà đá banh nữa thì thôi quá là men. Dạ, nhưng mà bữa em vừa ra sân cỏ, thằng cu đen đá một cái banh bắt vô trong mặt em một cái. Ông già, ông đứng từ đằng xa, ông thấy cái banh vô trong mặt. Đau, sưng chù bá vậy đó, ông đâu có chịu. Ông cấm tuyệt đối từ đó không được chơi đá banh nữa. Thế là ông làm gì? Ông mua cho em cái banh nhỏ hơn, ông cho mua cái banh này. Trời ơi, cái banh này để làm gì? Em suy nghĩ ra, chỉ có thảy bắt chụp, em chuyển qua chơi banh đũa. Trời ơi, em chơi banh đũa riết mà ở trong nhà em không còn đũa để ăn. Dạ, chỉ có ăn muỗng thôi à. Đó, lỗi của tại ai? Đó phải tội hai ông đâu đúng không? Tội ông bà, tại ba của em. Chưa có hết. Em đâu có muốn đẻ em ra mà. Trời ơi, đẻ ra Trần Mạnh Dũng. Tự nhiên cho bằng áo đầm. Nói chung là em cạn lời. Làm như tụi ông về đây là để cho gia đình nó xả stress hay sao? Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thấy thằng này nó tâm sự cũng tội nghiệp. Cái lỗi này là lỗi do 12 bà mụ nè. Đúng rồi, 12 bà mụ là bà nặng ngu người. Thôi được, với để đó tôi điện lên nói chuyện với mấy bà coi đã. Ủa sắm hồi nào vậy, ai cúng? Nhà này là đâu có cúng đâu. Bên hai ông bên nhà bà Ngọc Quang cho. Trời ơi, bà đó bà cúng iPhone luôn hả? Alo. À, 12 bà mụ hả? Ai phụ trách về vấn đề trai gái á? Bà Chính hả? Bà đâu rồi cho tôi gặp bà chút. Gì? Kéo máy hả? Bà đang kéo máy rồi. Vậy đó hả? À, lát nói bà về á, giúp giùm tôi nha. Quan trọng là bà ăn hay thua. Bà ăn thì bà về cho bà thua bà ở luôn trển á. Kệ đi, nhắn lại giùm tôi. Ờ. À, tôi ở 58261 Brock Hot Street.
cái gì? 58261 và rất quán xịt tết nè. Đổi lại dùm cho cái thằng họ Trần nha. Bây giờ đổi lại. Rồi, cảm ơn. Rồi. Xong. Rồi 12 bà mụ rồi. Trời ơi, tao nói. Đổi lại rồi. Nhà này chi được, không được cái gì hết trơn. Suốt ngày nó chửi không. Kệ nó đi. Chửi với hửi khói. Về kìa. Đó đó, nó chửi nữa bây giờ đó. Táp rồi nó dụi nè. Dụi xong cái nó chửi. Nó chửi xong cái nó phun nước miếng. Số. Kính thưa thằng Tài và ông Địa. Ủa sao bên này nó lạ vậy? Nó lịch sự lạ vậy? Đã từ lâu con đã lớn tiếng nặng lời với hai ông. Trời ơi, hối hận à. Con thành thật xin lỗi. Con chỉ xin hai ông kể từ ngày hôm nay phù hộ cho con sống bằng chính mình, sống một cuộc đời một người bình thường, chứ mà sống cuộc đời bóng gió khổ lắm hai ông ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ba kêu ba không thích. Chế ba. Trời, chế ba quay mặt nhìn liền vậy đó hả? Trời ơi, chế ba. Sao vậy chế ba? Con về đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ chế ba lộ luôn hả? Không lẽ nhà có hai chị em? Trời ơi. Nào giờ tôi tưởng tôi lấy chồng, ai về bây giờ tôi mới biết là tôi đang sống với một bà chị. Bà chị già lâu năm. Trời ơi. Bà ơi. Cái gì vậy? Tránh ra đi. Trời ơi. Ông tránh tôi nha. Bà ơi. Tránh ra. Bà nghe tôi hỏi một câu thôi. Bà cho tôi hỏi một câu thôi. Bà nội hỏi đi. Một câu thôi nha. Hỏi cái gì? Áo đầm này mua đâu đẹp vậy? Chị bà ơi, giờ hỏi tao đầm luôn rồi nè. Áo đầm đó em dắt má đi mua. Dạ. Vậy hả? Bữa nào em dắt chị ba đi luôn. Nhớ giữ lời nha. Chế ghét mấy người mà sai hẹn lắm á. Ông làm cái gì mà tầm lâm chuyện xảy ra vậy ông Tài? Chắc là do tôi rồi. Hồi nãy tôi điện 12 bà mụ, tôi chỉ nói cái họ, tôi đâu có nói cái tên. Trời ơi. Thằng này là chủ nhà, bởi bà đổi nó qua cái giới tính nữ rồi, chết cha rồi. Gọi bà coi. Thôi khỏi gọi đi. Mình hiện ra luôn đi. Nó không có tin đâu, mấy đứa này làm sao nó tin thần thánh mà hiện. Hiện đại ra đi, giúp nó đi. Hồ Biên. Thì bà, em thấy cái áo này nó hợp với cái màu tóc của em. Bữa nào đưa. Ê. Thôi. Thấy không? Ủa ai vậy? Đằng sau nữa kìa. Dạ thôi nhà. Trời dạ. Ơi cái gì vậy trời? Chưa đến Trung Thu mà ông Địa nó đây múa làm chi vậy trời? Ơi. Múa bà nội mà chứ. Ông ơi Qua đây. Nói rồi có gia đình thần thánh nên không có tin. Thần thánh mà nó coi thường quá. Dạ. Đâu có phải dạ, không nhà, phải nhà không? Có chuyện buồn tụi em không có coi cải lương đâu. Dạ đi về đi bữa khác. Không phải cải lương. Ủa chứ đâu mà tới đây. Tụi nhìn vô trong cái trang coi có không. Hả? Trời ơi. Ủa vậy. Đúng rồi bà ơi. Ta xin giới thiệu cho các con biết. Thì đây là. Đây là ông thần tài. Hả? Tên thường gọi là David. Ông tài tên David à? Nào. Lấy cái tên nó lạ để người thường người ta không biết, hiểu không? Còn ta là Thổ Địa. Tên của ta là Jennifer. Hả? Cái gì vậy? Em nghi lắm rồi mà. Trời ơi, thấy em hả? Hồng đỏ vậy là em nghi rồi. Trời ơi. Thích quá. Thôi đi. À đúng rồi. Bà ơi, đúng là thần thánh rồi. Chân đứng không chạm đất nè. Mày điên hả mày? Chân đứng không chạm đất là ma. Đó là thần mà. Lộn. Bây giờ vậy nè. Thấy gia đình tụi bay như vậy, xào xáo như vậy, tụi ông lên á là để giúp cho các ngươi. Dạ. Quan trọng là tin chưa? Bây giờ tin chưa? Dạ tin. Dạ tin. Gia đình con xin ra mắt thần tài và ông Địa. Dạ. Ra mắt hoài, mày lại hoài. Con kia mà đừng có lại, hai đứa này lại thôi. Sao vậy? Dạ con quên. Hôm nay con mặc áo hở ha. Bây giờ tới đây rồi. Dạ. Ta hiện ra đó. Là dạ. Tại cái lỗi của tao. Bây giờ tao quá phép mày thành đàn ông trở lại. Dạ, ông. Thành tâm đi. Thành tâm đi ba. Thành tâm. Hồ Biên.
Hay quá. Sao mà đã? Hay mà quá. Ba đã trở thành đàn ông rồi. Vậy vậy? Vậy vậy? Ông có làm gì đâu? Trời cái ơi. Gì vậy ba? Ông Tài, ông Địa ơi. Trời ơi, ông Tài, ông Địa biến sao mà giờ ngôi nhà không có đàn ông luôn vậy? Có mà, tao biến rồi. Giỡn thôi, tôi bị liệu. À, liệu trở thành đàn ông rồi. Đàn ông thì cảm ơn thần Tài. Trời. Không sao làm đâu. Làm lại lần nữa coi có đàn ông chưa ba? Hả? Làm lại lần nữa. Đàn ông. Đàn ông rồi nè. Bây giờ ta nói cho các con nghe. Thôi, đàn ông ra để cái ngón tay gì hết á. Trời ơi. Tôi làm lại nhỏ rồi mày ơi. Mày đút hai tay vô túi giùm tao đi. Đó. 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 Con tôi nó bóng cũng do cái ngón tay từ từ ông ra đó. Thôi. Ta là nói cho các người biết. Dạ. Sẵn đây ta nói luôn. Con của các người như vậy, giới tính đó là do trời định. Đúng rồi. Dạ. Không phải là cái bệnh. Đúng. Dạ, nếu bệnh á là đã có thuốc chữa rồi. Đúng. Dạ. Đây không phải là bệnh. Đúng. Thành thử ra không được kỳ thị nó như vậy. Đúng. Dạ. Miễn sao nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Ông Tài, ông Địa ơi, giờ đã biến chồng con thành đàn ông, biến này cho nó đàn ông lại giùm con đó, chứ để người ta nói bệnh hoạn, tội nghiệp nó lắm. Không có biến được. Cái gì vậy má? Chồng mày là nãy tao sinh, tao mới biến được, chứ còn thằng kia là mày bẩm không sinh. Có hiểu gì hết trơn. Ờ, nãy ông mới vừa nói đó. Phải hiểu, có những thể loại thay đổi được, còn có thể loại của thằng này là nó vô xương rồi. Nó vô tới máu rồi. Không, nãy ông thần Tài đã nói rồi, cái này nó phải là cái bệnh. Ha? Cái bệnh là mình phải chữa hết, đúng không? Sida bây giờ người ta còn chữa hết mà. Cái này là trời cho, dạ, có muốn cũng không được. Đúng rồi. Thôi, nè nè đi. Thôi, để tao vô, tao không ngồi. Hát trời. Em nè, thấy... Nè nè đi, cái bệnh delay dữ lắm. Mệt bà quá nha bà Jennifer. You're not my type. Bà. Cái gì? Bà. Gì ông? Giờ tôi hiểu rõ câu chuyện rồi. Ừ. Thôi bây giờ tới từ ngày hôm nay tôi không có đai nghiến mà nữa. Con, lại đây. Đó. Bà. Tôi nói thiệt với ông á ngang. Bóng bây giờ là thiên tài không đó. Make up cũng giỏi nè, thấy không? Làm tóc cũng giỏi nè, thấy không? Nấu ăn cũng giỏi nè. Nói chung cái gì mà bây giờ là thế giới thứ ba là tôi thấy thành công và thiên tài hết. Dạ, đúng nói không chung con? Là bóng bây giờ nó bá đạo. Đúng rồi. Chỉ có mình mày bóng là dở nhất đó. Thôi được rồi. Bà vô ngồi chồng đi nha bà Jennifer. Thôi được rồi. Ừ. Bây giờ ba sẽ thương con như là một đứa con trai bình thường. Ừ. Nhưng mà ba chỉ ngại một cái là ngại ba đang muốn có cháu đi tôn nó nói dòng nói dỗi. Mà con thì vậy thì không biết làm sao. Thì bởi vậy. Có gì đâu ba. Tại con không muốn thôi. Cầu được ước thấy, muốn là được thôi à. Con gồng lên là được hết đó ba. Vậy, dạ. Vậy là ba con thấy tâm. Rồi, dạ. Có người nè, vợ bốn con vẫn bóng như thường. Nha. Nhưng mà ba à, đời người con gái, bây giờ con đi lấy vợ rồi con có con, rồi con làm được bao lâu? Được cái gì? Tội nghiệp người con gái người ta đúng không ba? Đúng rồi. Vậy, ba cho con là sống với chính đó. Bản thân của mình. Thôi được. Miễn sao con sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng giống rồi. Như ông thần Tài nói. Đúng không ba? Đúng rồi. Con hứa với ba, con sẽ là một người đàn ông. Con là một người có ích cho xã hội thôi. Bỏ cái chữ đàn ông đi. À, công nhận nha. Chị mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc rồi nè. Tôi cảm ơn thần Tài Thổ Địa là hôm nay về đây giúp cho gia đình mình hạnh phúc đoàn tụ, không có hiểu lầm nhau nữa. Ông Tài, ông Địa ơi, để hôm nay con đi mua trái cây, con dâng con cúng cho ông Tài, ông Địa nha. Mày quay mặt ra ngồi kia đây. Dạ. Để má, quay. Không không, à, vậy thôi, để con mua heo quay, con cúng cho ông Tài, ông Địa. Đó, bữa nay được. Heo quay, heo quay. Trời ơi, chuẩn bị đi, gì đó, gì, khám bệnh gì đó. À, mở trong má. Để mua anh heo lo. Quay, mua heo quay không? Để anh lo nha. Thằng này bây giờ được rồi nè. Thay đổi rồi. Để anh lo. Nó ngộ ra được rồi. Nha. Ba làm trọng quá ba. Tất cả quỳ xuống. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ, kính thưa ông thần Tài và ông Thôi Điền. Hôm nay gia đình cũng được hạnh phúc là nhờ hai ông ra tay giúp đỡ. Chúng con xin nguyện khắc ghi ơn sâu trong lòng. Và để cảm ơn, chúng con xin hai ông hãy tiếp tục ở lại nhà con tới suốt đời. Dạ, được, được, dạ, được. Dạ. Còn cái chuyện mà vợ con xin cúng kiến. Dạ. Hay quay làm cái gì? Tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần một nén nhang là đủ. Dạ. Dạ. Thôi, ta nghỉ trước nhiệm kỳ. Thôi, ta đi. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Thôi, đi, đi. Qua nhà bằng Kiều thử. Thử cái gì? Thử đồ ăn. Tôi đi nữa, tôi đi nữa. Đi luôn đi. Thôi, ra đi, thử sao thôi. Ai? Con nói giỡn. Trời ơi, nói giỡn thôi mà nghe. Dạ. Thôi biến nghề đi. Dạ. Quành lại đi ông Địa, ông Tài ơi. Dạ.